Chị xin mến chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn, các em. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi trò chuyện của Litala TV. Thừa nhận rằng thời đại ngày nay, cái việc mua hàng online trở nên phổ biến và thuận tiện cho khá là nhiều người. Và quý vị có thấy là năm 2023 đã khép lại và chúng ta đã quên trao một cái vương miện hay là một cái cúp cho nữ hoàng livestream rồi, thưa quý vị. Một nhân vật xứng đáng nhận cái cúp mà livestream ấn tượng nhất, bán hàng ngáo giá nhất và ế nhất năm 2023, không ai xứng đáng hơn là cô Tiên Lũ. Nhưng vừa mới đây một nhân vật bán hàng livestream đã xuất hiện và xoán ngôi của công chúa Thủy Tề rồi. Một người cũng công đó là Thái Công. Quý vị đã hay tin gì chưa ạ? Đại gia Thái Công vừa bán hàng luxury nhập khẩu từ châu Âu trên top. Hẳn là ngày nay cái việc mà mua hàng online thì không xa lạ với quý vị nữa, thậm chí nó thuận tiện hơn cái việc mà mình phải đi đến tận nơi thì không cần ngại nắng mưa, gió bụi gì cả, ở nhà chỉ cần lướt mạng là có thể lựa được những món đồ ưng ý. Và khi nhận được đồ từ shipper thì cái chất lượng nó có giống như mình tưởng tượng hay là những cái chất lượng nó có giống như là những quảng cáo trên mạng hay không? Đó là cần chuyện phải bàn sau. Nhưng thưa quý vị, hàng luxury, hàng đắt giá, giá trị cao mà bán online trên top thì quả thật lần đầu tiên Ly mới thấy. Nhắc đến Thái Công là Ly nhớ nhất cái lần mà Ly coi ổng dạy ăn hộp vịt lộn sao cho quý sở tộc. Coi xong cái Ly nghĩ ăn hộp vịt lộn luôn quý vị, bởi vì Ly thấy cái cách ăn của mình nó phèn quá. Và cũng nhiều người thắc mắc, ủa sao bán hàng luxury, hàng cao cấp cho người, tất nhiên là người phải có tiền rồi mà sao lại bán trên top. Ô quý vị không thấy sao, bây giờ trên top rất là nhiều người khoe nhà, khoe xe, khoe tiền, khoe đồ hiệu, tùm lum tá lả, nhiều người giàu đang ngủ trên top chứ bộ ạ. Cho nên là cái việc ngày nay sử dụng mạng top để bán hàng luxury coi như là Thái Công đã mở ra một xu thế mới rồi thưa quý vị. À còn những người ta còn khoe cơ hội làm giàu ở trên top nữa, thiếu gì phải không ạ? Ai rồi thì cũng bán hàng online thôi. Đại gia xa xỉ Thái Công vừa gia nhập làng bán hàng online trên top đã khiến cho dân tình thêm phần sửng sốt. Nhiều người thắc mắc, ô, bây giờ đại gia cũng bán hàng online trên mạng xã hội rồi sao? Thưa quý vị, ai à, người giàu thì càng dễ bán đó chứ. Thưa quý vị, thì anh Thái Công đã lập lên cái kênh bán hàng online và cư dân mạng đã điểm lại hàng loạt sản phẩm giá trên trời. Như quý vị thấy, bộ dụng cụ đựng dao nĩa 70 triệu, cây cọ chùa bồ câu 8 triệu thưa quý vị, và vô vàn thứ đồ dùng hàng ngày với giá trị không tưởng luôn. Ly không biết là sử dụng cây cọ chùa bồ câu 8 triệu thì cầm có rung tay hay không, và liệu là chà vô bồ câu thì có thấy xót hay không. Nhưng mà không sao quý vị, người có 8 triệu bỏ ra mua cái cây chà bồ câu thì hẳn là người giàu quá rồi, thì với 8 triệu chắc là mũi với họ thôi. Quý vị biết anh này là nổi tiếng lâu nay với cái biệt danh là ông hoàng xa xỉ rồi mà. Từng cái thú ăn uống hưởng thụ tốn tiền cho tới mỗi lần ông ta xuất hiện là một lần gây xôn xao thôi. Mình phải bật ngửa thôi. Giá tiền toàn là tiền triệu, vài chục triệu, vài trăm cho tới vài tỷ đồng. Mà trong những cái cửa hàng online thì những cái đồ dùng như là đồ dùng nhà bếp, trang trí nhà cửa như hộp đựng giấy nè, bát tô, đèn trang trí, bình hoa có món lên tới 2 tỷ đồng. Hết hồn chưa bà con? Nhìn qua những cái vật dụng này thì có cái điểm chung là ngoài cái giá cả ra thì nó còn là cái phong cách vốn có của nhà thiết kế này. Bấy lâu nay thì chúng ta đã quá quen cái việc xa xỉ của ổng rồi, có những món đồ nó chênh lệch cái giá trị rất là lớn, gấp vài chục lần so với cái công năng sử dụng hàng ngày của mọi người. Và chắc hẳn là nhiều người vẫn còn rất là ấn tượng với cái lần ăn hộp vịt lộn như Ly vừa kể. Cái bộ dụng cụ ăn hộp vịt lộn gần 50 triệu đồng, chỉ chuyên dùng ăn hộp vịt lộn mà mỗi cái trứng vịt lộn có 5.000 thôi. Con biết là bây giờ giá trứng vịt lộn ở bên Việt Nam thì là bao nhiêu quý vị? Ly nhớ hồi xưa đâu 5.000 á, thì cái đĩa lót là giá trị là 2,5 triệu rồi. Rồi có thêm một cái chén giữ ấm nữa là 4,2 triệu và cái thìa sứ để ăn múc trứng hộp vịt lộn ăn là 2,4 triệu thưa quý vị. Rồi bốn cái đĩa đựng gia vị giá 2,1 triệu mỗi chiếc. Rồi cái u bạc làm nóng trứng, ly uống rượu thì 9 triệu. Và đặc biệt là chiếc bình đựng rượu có giá lên tới 26 triệu. Tổng cộng cái bộ này là lên đến 50 triệu để thưởng thức một cái trứng vịt
lộn. Thì mọi người xin thông não cho kẻ hàng này, sao mà những cái món đồ này nó mắc dữ vậy quý vị? Đồng ý là tiền nào của đó, nhưng mà tự nhiên cái sau qua cái anh Thái Công này cái thấy là mọi thứ nó xa vời vợi hẳn ra quý vị ơi. Lý Thái Thái Công là xuất hiện để chứng minh cho cái sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu và những người bình thường. Không biết có nên ganh tị hay không khi có những chị em nội trợ xin chồng đâu khoảng 80 triệu để lên mua hai cái tô từ nhà thiết kế này. Điểm qua các mặt hàng xa xỉ của Thái Công, chúng ta thấy là có khi tâm xỉa răng 10 triệu một que, bông ngoái tai 20 triệu một bông nó không khóc chừng. Quý vị coi nè, bình pha lê. Bình pha lê này nhập khẩu từ Pháp, giá đâu gần 100 triệu, cụ thể là 94 triệu 770 ngàn, giảm 16 ngàn. Hả? Giảm gì nhiều dữ vậy? Cái bình gần 100 triệu giảm được tới 16 ngàn lận hả? Trời ơi, giảm giá sốc thật sự luôn á. Giá trị mua là 94 triệu 754 ngàn đồng một cái bình pha lê này. 94 triệu thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 4.000 euro không ta? Không, 3.000 mấy đó, 3.000 mấy cái bình pha lê này. Một cái bình pha lê 3.000 mấy hả? Thậm chí là Ly thấy là ở nước Ý này, các hiệu pha lê nổi tiếng đồ, bình pha lê đâu mắc tới như vậy ha. Rồi trời ơi, cái bình này mới giữ nè, 1 tỷ 538 triệu 200 nghìn đồng nè. Trời ơi, chà, cái muỗng sứ này có 2 triệu tư hả quý vị, rẻ ghê luôn á quý vị. Cái muỗng này mà đưa vào miệng một cái ha, thật sự là mát miệng gì đâu á nha. Cái bình pha lê này 235 triệu 110 ngàn, cũng nhập từ Pháp, pha lê Pháp luôn. Mà bình pha lê này 116 triệu 640 ngàn đồng mà thấy là cư dân mạng người ta cũng truy tìm những cái sản phẩm tương tự đó thì có giá có vài trăm euro thôi. Còn ở đây thì shop bán lên tới hơn 100 triệu rồi. Shop này còn quả là shop luxury. Bởi shop luxury có khác ha. Mọi người nói là hàng nhập khẩu thì giá bên đó, rồi nhập khẩu về thuế má rồi tiền lời này khi nọ. Hàng thủy tinh là hàng dễ vỡ nữa. À, nói tới cái hàng thủy tinh dễ vỡ này, thưa quý vị, trời, hàng pha lê đắt tiền như thế này à, rồi anh shipper nào anh nhận giao hàng này chắc anh rung chân. Lỡ mà rơi rớt rớt gì cái nó mẻ, nó sức nó bể gì ngái trời thền. Bằng lương cả đời làm shipper cộng lại với đền thủ đủ dưa nữa. Hay căng ha. Những cái mặt hàng này người ta thường là người có tiền á, người ta ngồi ở nhà, người ta alo thôi là nhãn hàng, người ta đem sản phẩm tới tận nhà cho lựa, cho sờ rồi mua luôn. Cũng không cần phải đi nữa, cũng không cần phải mua online, cũng không cần phải ra mua nữa. Thưa quý vị, giờ có tiền sướng lắm. Có tiền người ta dâng tới tận nơi để cho lựa luôn á. Nhất là những mặt hàng pha lê này, một khi mà mua thì phải đi tới tận nơi, hoặc là người ta đem tới tận nơi lựa chứ. Còn lựa online rồi shipper giao sao thấy nó hiu quá quý vị. Giá trị cao nữa chứ. Gốm nữa nè. Một cái bình xét trà trắng đen thôi, uống trà trăm sương sương, giá sương sương quý vị 134 triệu, à hơn 134 triệu. Cái xét trà uống sương sương thôi. À, cái này mới hay nữa nè quý vị. Trời, cái xô đá mạ bạc nha quý vị. Hoa trà 70 triệu 300 ngàn. Cái xô đựng nước đá quý vị. Đúng là nhà giàu hưởng thụ cao thật sự luôn. Cái xô đựng nước đá cũng thôi cũng 70 triệu rồi quý vị ơi. À, chưa hết đâu. Cái kẹp gấp nước đá này cũng mạ bạc luôn, 10 triệu à, sương sương quý vị. Cái kẹp gấp nước đá có 10 triệu à, chứ nhiêu. À, cái này bất ngờ hơn nữa nè, cái hộp đựng khăn giấy trắng ngà. Ồ, từ Ý. Cái hộp đựng khăn giấy này từ Ý 31 triệu 150 ngàn. Để Ly xem của nhãn hàng nào ta. Wow, Ly phải tìm hiểu nha. Cái hộp khăn đựng khăn giấy này từ Ý. Ly phải review chân thật cho quý vị cái hộp đựng khăn giấy này nha quý vị. Để Ly truy tìm nó. Xong rồi coi giá trị thật sự ở bên đây
để mua được đồ luxury từ shop Thái Công mà ở bên Ý này mua thì nó bao nhiêu tiền nha quý vị. Hay, biết đâu nó rẻ hơn được thì em cũng có cơ hội xài được đồ luxury giống như quý vị ở Việt Nam vậy. Ủa, cái sọt đựng giấy bằng gỗ sơn mài bóng màu trắng ngà cũng từ Ý luôn, 45 triệu 080 nghìn đồng. Đúng là nhà giàu có sự hưởng thụ riêng của nhà giàu hả quý vị. Và khi được tố là làm lố câu view để lùa gà thì nhà thiết kế này đã đáp trả dư luận như thế này: không lùa gà vịt mà chỉ lùa rồng phượng, vì chỉ có rồng phượng mới đủ đẳng cấp mua hàng của Thái Công thôi. À, nhưng mà đại gia Thái Công quên rằng là gà vịt thì có thật, chứ rồng phượng thì đâu có thật đâu, cũng giống như là công công thì có, chứ còn Thái Công thì nửa có nửa không hả quý vị? Rồi có vị rồng phượng nào rảnh lên top top để mà săn sale không ta? Mỗi giây phút của những vị rồng phượng là tiền 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 không, làm ra tiền không thì có rảnh để lên săn sale, chốt đơn, canh săn sale và chốt đơn ở trên top top không quý vị? Nhưng tạm bỏ qua cái chuyện khách hàng có hay không, và khách hàng sẽ là ai và ai mua, hay là tự tay trái bán hàng tự tay phải chốt đơn thì không biết được. Nhưng thưa quý vị, có một cái chiêu này khiến cho dân tình marketing vô vô cùng nể trong hàng loạt sản phẩm đưa ra giá trị cao, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xong, trong một loạt cái list sản phẩm từ vài chục triệu tới vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ, nó chọt vô một cái túi với mấy cái dòng chữ khích khích kích kích cộng đồng mạng thích thích đó, bán giá 99.000 đồng và khiến dân tình ồ ạt chốt đơn để sở hữu được một cái túi 99.000 đồng từ Thái Công. Một cái túi từ Thái Công có chữ ký đâu nha, ào ạt mua. Mà chắc có lẽ là trong cái tâm lý trạng thái hân hoan thầm kín rằng chỉ cần mua cái túi vải này thì ta đã có thể trở thành rồng phượng rồi. Nghệ thuật bán hàng đỉnh của chóp là đây chứ đâu quý vị. Đó, quý vị nhìn vô cái túi đơn sơ như vậy đó, nhưng mà cả một cái nghệ thuật đó nha, nghệ thuật bán hàng á. Trong các món hàng vài trăm triệu và tự nhiên kẹp một món đồ tụt xuống đáy luôn với giá 99k thì mọi người sẽ nghĩ là nó quá rẻ, cho nên là sẵn sàng mọi người xuống tiền luôn. Và thật ra thì những cái món đồ mà Ly thấy là vài chục triệu vài trăm triệu kia chỉ là làm lố để gây sự chú ý thôi. Chỉ cần bán túi vải này khoảng chừng là 10.000 túi, mấy chục ngàn túi thì cũng thu về là khá là bộn tiền rồi quý vị. Cái túi kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm này nhanh tay mua đi quý vị ơi, biết đâu được sau này thương hiệu Thái Công sẽ được đánh bóng mà sáng choang, mà sáng sánh ngang với lại những thương hiệu lớn ở trên thế giới thì sao, sánh ngang với thí dụ như là cái thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel rồi đó, thì cái túi này dám chừng hả giá trị nó cả một cái căn nhà đó chứ không có giỡn đâu nha. Một cộng đồng mạng nói là cái túi này mua cho mấy giáo sư tiến sĩ trau dồi thêm kiến thức được lắm đó. Hay hay, thì ra là kiến thức là cái thứ rẻ nhất được bán ở trong shop Thái Công thưa quý vị. Rồi, điều bất ngờ hơn nữa là cái túi 99k này, cái mặt hàng rẻ nhất trong shop này, sau mấy phút mở bán thì hết hàng. Vậy thì rốt cuộc là mọi người là gà hay là rồng phượng đây? Trong một buổi livestream, chú rày chú bán chỉ cần một món hàng 5 triệu, 10 triệu thôi, nhưng chú bán cả ngàn đơn, cả triệu đơn cái túi 99k này, mà trong khi cái túi này nhìn sơ qua nhập khẩu giá chừng 10 ngàn ha, rồi thêm cái chữ ký trị giá 80 ngàn nữa. Thì thành ra đó. Rồi sao quý vị? Hỏi cái lời nhiêu? Không, đây là cái chiến thuật marketing đỉnh của chốt, không ai làm lợi chú cả. Rồi, cái này mới hay nữa nè quý vị. Đi thấy trong cái giỏ hàng này có cái rổ đựng trái cây 878 triệu đồng mà hết hàng luôn. Thì không biết là xin hỏi vị đại gia hay là vị cao nhân nào đã chốt cái giỏ trái cây, cái rổ trái cây mạ vàng 878 triệu này đây. Ta nói nhiều chị em, người ta canh mua, người ta có đi chợ mua cốc ổi mới ghim rồi, người ta chỉ cần chờ lên để chốt cái
rổ đựng trái cây 878 triệu này về đựng ăn cho nó sang mồm thôi. Mà hết, bán hết rồi, không biết tiếng hồi hụi quý vị ơi, không biết là vị rồng phụng vòng phượng hay là cái vị cao nhân nào đã chốt cái deal hời này rồi. Rồi sau khi mà những cái ngày đầu mà mở phiên bán với những cái món hàng giá trị khủng ra thì bây giờ đã bán những món hàng bình dân trở lại rồi quý vị, chẳng hạn như có bán kem đánh răng nữa, trị giá cũng năm mấy 200.000 thôi chứ không gì. Đó thì mọi người không biết là mua kem đánh răng của ổng rồi về súc miệng thì cái miệng mình có sang lên hay không. Biết đâu được là xài kem súc răng của ổng xong rồi cái miệng mình nó sang hẳn ra thì sao quý vị? À, quý vị hỏi ông này ông ngáo giá hay sao? Mình sống ở châu Âu và những hãng cực kỳ nổi tiếng về pha lê cũng hiếm có những món đồ đắt giá như thế này. Đó, không, chiêu hết đó, ổng có chiêu hết đó chứ không đơn giản đâu. Ổng là bậc thầy marketing rồi, đừng hỏi tại sao ổng giàu. Và không những vậy thưa quý vị, ổng còn sở hữu nhiều cái phát ngôn để đời, để Ly đọc cho quý vị nha. Một bữa ăn không quan trọng đồ ăn mắc tiền hay đồ ăn rẻ tiền. Nếu chúng ta có một cuộc sống tinh tế và chất lượng thì mỗi bữa ăn lúc nào cũng chu đáo, từ sắp xếp dao chén dĩa hoa trên bàn, ly đẹp là cuộc sống chu đáo và thành thói quen của mình. Bởi vậy các bạn muốn có cuộc sống vươn lên thì cũng cố gắng sắp xếp mỗi bữa ăn chu đáo để hưởng thụ ngay giây phút đó và đem đến động lực để phát triển. Hay là cái câu chén dĩa càng quý giá bữa ăn càng sang trọng. Muốn người ta rối mắt phải bỏ ra mấy chục ngàn đô la và biết sắp xếp một bữa ăn sang trọng ra sao không phải là chuyện dễ. Đó, ổng chia sẻ những lời này trong một clip hướng dẫn ăn uống ở trên bàn tiệc. Xem qua thì thấy có lẽ là chú Thái Công không phải là chú bán mắt, tại vì chúng ta không đủ tiền mua thôi. Nếu như là hàng châu Âu thật á, thì cái giá đó là không phải là không có nha quý vị. Đồ nội thất ở trong nhà thì giá trị cao và thậm chí cao hơn những cái món đồ này nữa là cũng có đó. Trong nhà đại gia sưu tầm toàn là những món đồ đắt tiền không có đó chứ. Nhưng mà cái việc mà đem hàng xa xỉ lên thấp top để bán thì sẽ gây tranh cãi và gây sự chú ý, và mọi người không biết là những con rồng phụng nào mà có thời gian mà lướt top top để mà săn deal giá rẻ, giảm giá chờ để mua, có thời gian rảnh rỗi đi ngồi chờ săn sale như vậy thì nghe nó vô lý quá. Đúng là vô lý thật. Thì thấy là đây là cái trò marketing đỉnh của chớp của ổng thôi, đưa những cái hàng xa xỉ ra để khè vậy thôi, nhưng thực chất là ổng sẽ bán những cái mặt hàng thông thường bình thường với những cái giá cả phải chăng cho mọi người thấy ô cái này mới hợp túi tiền với tôi nè, và nhồng vô mua thôi. Thì rốt cuộc thì mình là gà hay là mình là rồng là phụng thì tùy mọi người thôi ạ. Tùy mọi người chọn cách đặt để mình ở vị trí nào trong mắt người ta, phải không quý vị? Ly cũng sẽ dẫn mọi người đến một số cửa hàng tại Ý để quý vị coi cái đồ nội thất ở bên Ý này được sản xuất tại nước Ý, đồng ý là nó mắc và nó cũng đẹp lắm quý vị, nhưng giá cả thì nó cũng còn tùy nha quý vị ơi. À, những cái mặt hàng Ly thấy là những cái mặt hàng mà trong shop này đưa ra thì làm cho Ly liên tưởng đến cái vụ việc của Khải Siêu. Ngày xưa thì nổi danh với cái việc mà bán khăn lụa tơ tằm đó quý vị. Nghe tới Khải Siêu là lụa tơ tằm, nhưng rốt cuộc bùng ra một cái lụa nhập từ Trung Quốc. Một cái điều thực tế là nếu như người có tiền muốn mua những cái vật phẩm xa xỉ để trang trí trong nhà của mình thì họ thừa tiền để mua cái vé máy bay bay qua Pháp, qua Ý để chọn, tha hồ mà chọn. Hoặc là họ sẽ đến những cái store nổi tiếng của những cái chi nhánh về Việt Nam chẳng hạn. Hoặc là họ đặt từ nước ngoài giao về Việt Nam cho họ chẳng hạn. Thì người có đủ tiền mua những cái vật phẩm xa xỉ này thì họ cũng có thừa luôn cái cách tốt nhất để họ tiếp cận và mua được cái món hàng thật nhất, những cái món hàng chính hãng nhất và cái món hàng ưng ý nhất. Chứ còn để đói bằng rồng phụng nào mà dành thời gian để lên top top mà đi mua đồ xa xỉ chứ. Đây là một cái khái niệm quá là mới mẻ, nhưng biết đâu được cái trào lưu này hay là cái sự đánh động này, cái sự gây chú ý này của nhà thiết kế Thái Công thì từ đó sẽ thay đổi tư duy mua hàng của không chỉ là giới người bình dân của chúng ta mà còn gây hứng thú cho giới nhà giàu thì sao?
Như hồi nãy Ly có nói á, bây giờ giới nhà giàu ở trên TikTok nhiều lắm quý vị ơi. Nhà lầu, xe hơi, tiền, vàng vòng, đồ hiệu xa xỉ, đồ ngập tràn, mà thậm chí có những người dạy làm giàu ở trên TikTok nữa mà quý vị, đại gia trên TikTok nhiều lắm. Cộng đồng mạng bình luận thà để giá cũ thì tao mua, để giá giảm giá tao éo mua, mang tiếng là mua đồ giảm giá. Tao mà có tiền tao tự qua Đức qua Ý tao mua cho nó sang chảnh, mua chi của cha nội này. Và một khán giả khác thì bình luận: phát ngôn toàn kiểu thượng trịch xong rồi bắt bẻ dân chúng, phải công nhận, phải tuyên dương, còn ai chê cái nết không biết khiêm tốn thì bị nói là không cùng đẳng cấp. Còn nhiều cái thấy nó lạ lắm, ai bên thì tao chịu, thấy chiếm sóng mạng xã hội vãi lờ, lướt mãi vẫn thấy mặt nên vào chửi thằng cha này đúng một lần thôi nhé. Mà tao nghĩ không thằng báo mạng nào rảnh mà đăng suốt một thằng lên hoài. Nó có hoạt động showbiz cái mẹ gì đâu. Mặt thì giờ muốn đuôi mẹ con mắt mà, chứ có mắt mắt gì đâu mà im lặng cho qua cho được. Còn quý vị thì sao? Quý vị đã mua được món hàng nào từ nhà thiết kế này chưa? Hãy chia sẻ với Ly nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin ngày hôm nay của Ly. Bến chúc cho quý vị một năm mới thật là khang thịnh vượng, vạn sự như ý và có thật là nhiều tiền để chốt deal giảm giá, săn sale giảm giá từ shop Thái Công Luxury hàng châu Âu nhà quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.